4, 5 năm trước là mình có nói là chiến tranh nó khởi xướng Trung Đông, nó lan qua Bắc Hàn rồi từ từ tới Biển Đông. Thì lúc đó mặt thầy trốn bỏ trò bơ vơ, có cái bài thơ đó, thầy sắp sửa bỏ trò bơ vơ rồi. Nó là một cái thế ba chân trên cái thế giới này, cái ghế ba chân Mỹ, Nga và Trung Cộng. Bây giờ Nga là một cái ghế, một cái chân lắc lư, rồi Trung Cộng một cái chân giờ cũng rung rinh lắc lư yếu xìu à, mà cứ đi hù không à. Vũ khí võ mồm thì giỏi, còn vũ khí thiệt là vũ khí giấy vàng mã cũng không có lợi ai. Cho nên họ mới đẩy lửa đi qua bên Israel, Gaza, Do Thái. Thì từ đó đó, để mà đánh lạc hướng, để cho Mỹ bớt tập trung họ, đó là chiến thuật lớn của Đệ Tam Thế Chiến là vậy. Nhưng mà thâm tâm á, Mỹ với khối Mỹ với khối tự do đã không ưa nhau từ cả trăm năm nay, thì lúc nào nó cũng tiêu diệt lẫn nhau. Mình xem chút xíu là có phải đi cầu mình trở thành cộng sản thôi. Hôm nay bờ trên á mới cho những cái mà xấu xa còn lại, những cái gì mà cho đại tướng Trump xuống để mà lập lên hết một cái xã hội vô thần, để đưa cái thế giới này hòa bình trong tương lai cả toàn cầu luôn em. Đức Thầy hay là Kiệt hay là tất cả mấy đệ tử này nè, đều có sứ mệnh là không phải cho riêng nước Việt, cho riêng của quả địa cầu. Rồi cái khói mà trùm khăn là khói Hồi giáo á, là nó có dầu quả. Mỹ nó thật dữ, chơi chứ đâu ở khói này. Nó cũng là một trong những loại mà bề trên muốn diệt luôn á. Mà lúc trước mấy clip cũ thì có nói. Thì hai cái thế lực vô thần với đạo á, gọi là cực đoan thánh chiến rồi đó, thì Mỹ cũng không ưa. Họ đều muốn tiêu diệt lẫn nhau hết. Nhưng mà làm bằng cách nào? Hôm nay không còn đường chọn lựa. Nó sẽ khởi xướng nhẹ nhàng từ ở Gaza với Do Thái. Nhưng mà nó sẽ, thằng Do Thái không thể nào không đánh thằng Iran hết. Phải đánh. Rồi thằng Iran không thể nào không đánh thằng Do Thái và những căn cứ Mỹ với bệnh. Rồi từ đó, tại vì Trung Cộng là thằng ở sau lưng đó, nó chăm ngồi mà chăm xa vậy đó. Nhưng mà nó sẽ giống như pháo không, nó để một dòng từ bên Trung Đông rồi qua tới phía nó. Tại nó không thể nào không đánh Đài Loan. Đó là về bữa nay mình nói chính trị chứ nha, mô Phật. Trời, chính trị mà còn mô Phật nữa. Phải giải thích để cho mấy con họ Thiên phải hiểu. Lỡ như ngày mai mà thế giới này thiếu xăng, thiếu gạo, rồi đói, rồi bị chuyến bay, rồi bị đình trệ đó, thì nói sao chứ Hữu gì cũng biết, không nói trước cho con lo, phải phân tích cho rõ thôi. Nó sẽ có. Cho nên bữa nay Trung Cộng nó vô hết mấy kho lúa của Việt Nam mình á, nó mua sạch á, gạo, lúa, rồi bên bển mua hết. Chỉ là chính phủ mình đang cần tiền không, cho nên gì cũng bán. Còn dân thì mấy ổng nghĩ là thôi, không có gạo thì cạp đất ăn cũng không có chết. Thì mấy ổng nghĩ vậy. Hiện giờ là mấy con gọi Việt Nam mới có không? Thì nó sẽ có nạn chết đói khủng khiếp trên nước Việt. Mà lâu nay rồi không có biết ngày giờ, thì tôi có khuyên trên mạng là nước Việt lo thủ tiền, rồi lo thủ gạo rồi nại khái. Rồi hôm nay là thiệt á. Ở cái thời điểm hôm nay nè, cái người mà bình thường á cũng phải nên biết là một cái tình trạng gọi là nó ảnh hưởng chung hết. Ở nơi nào có chiến tranh thì những nơi khác cũng đều ảnh hưởng. Giống như bữa nay Mỹ tiền lời nó lên, xăng dầu bữa nay nó cũng bắt đầu lên rồi đó. Mai là chưa, cái khói mà trùm khăn nó chưa có đụng tới.
đụng tới là nó không sản xuất dầu lại đây chắc 10 đô la một ga lông sắp sửa. Rồi mấy neighbor của mình nè, Mỹ Nhân Mỹ rồi nó sẽ đứng lên sao quậy, tại nó không có tiền đổ xăng nó sao quậy mình. Hôm nay luật của Mỹ Cali luôn là cho tất cả những ai mà muốn mang vũ khí giúp người cứ mang, nghĩa là trong 40 mấy năm thì ở Mỹ chưa có thấy một cái xã hội loạn cực kỳ loạn như thời hôm nay. Việc làm kinh tế thì dĩ nhiên rồi, nó đi chung nhau toàn cầu. Thằng Do Thái á, nó bắt buộc nó phải tự về, chứ nó không đánh nó sẽ bị mất quốc gia của nó. Còn cái thằng Palestine á, thằng Hamas á, nó không đánh nó cũng đâu có chết, chẳng qua nó ỷ lại cái khối Arab lớn, những quốc gia lớn ủng hộ nó, binh nó, cho nên nó cứ dí Do Thái. Thì mình thấy Do Thái với nước Việt, Do Thái với nước Việt hoặc là Đài Loan mà đối đầu với Tàu hôm nay cũng vậy. Còn thằng Nam Hàn với Nhật không thể nào không đánh mặt. Thằng Mập lớn lối quá, có miệng rộng quá, chuyện gì cũng làm tầm bậy tầm bạ. Rồi sẽ khởi chiến ở Bắc Hàn á. Nhưng mà cuối cùng của cái cuối cùng thì đúng, chuyện này sẽ đúng 100%. Đó là thầy Tennis của thể chế vô thần sẽ đi vào lòng đại dương. Nước Việt mình là chiếc xuồng con. Mấy con phi coi phim thầy Tennis không, thấy không? Mà nước Việt chỉ là một chiếc xuồng vậy, bê lên đên vậy đó. Vậy mà sống á, sẽ sống. Đức Thầy sẽ không bao giờ xuất hiện nếu mà cái thế giới này không có loạn cào cào lên kiểu này. Ngài sẽ xuất hiện hết. Cho nên tất cả người đạo hòa hảo hay là không có đạo, hay là ở ngoài Bắc đạo Lương, đạo Tứ Phủ, đạo Phật, đạo Tinh Lành, đạo Công Giáo, nhất là Công Giáo số lượng cũng đông nước Việt. Lời này lời nói thật, mà phải nghiên cứu. Đạo nào cũng khuyên mình tốt, mình đừng có cực đoan cứng với cái đạo của mình mà mình không có hiểu những cái chuyện xung quanh mình. Đó là Đức Thầy là người một vị Phật. Ngài sẽ xuất hiện để cứu nước Việt. Kiệt này mới về nước được á. Khi là đệ tử của Đức Thầy. Nhưng mà bây giờ trên mạng có một nhóm nó lại chửi Đức Thầy nữa, nó là dẹp đạo hòa hảo nữa, khùng gì đó. 300-400 năm lúc nào cũng khuyên người ăn hiền ở lành, đuổi pháp đuổi tay để mà bảo vệ nước Việt vậy, mà giờ nó dâm ân bội nghĩa, nó tiên dương cái gì đâu không à. Cho nên đại phạm thượng á, vô minh mà. Từ cái vô minh mình mới bị xuống địa ngục, mất xác mất hồn. Thì hển bển giờ nó có cái đó. Khi chiến tranh nó lan ra tới Biển Đông rồi, Trung Cộng sẽ thua. Hiện giờ ở Tân Cương bên Tây Tạng người ta cũng biểu tình rồi đó, bắt đầu bữa nay đó. Rồi nó sẽ chia ra làm 5 nước. Thì lúc đó y như Sấm Cơ đã nói, Trung Cộng sẽ chia 5 sẽ 7. Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập. Phật Di Lạc sẽ xuất hiện. Còn Di Lạc dởm ngồi đây cũng sẽ xuất hiện luôn. Di Lạc thiệt xuất hiện rồi, Di Lạc dởm ngồi đây nói chuyện cho cấp cũng xuất hiện nữa. Thật sự dởm không dởm thì không thiệt, nhưng mà lời nói là cho tốt cho nước Việt, cho tốt cho cá nhân mỗi người là được rồi.
không có lấy ai xu nào là được rồi.